Xin chào tất cả mọi người, em tên là Trà My, đang học chuyên ngành âm nhạc sáng tác tại trường JMC Academy ở Melbourne. Tác phẩm mà hôm nay em trình bày là ca khúc Ngại Ngùng của Hương Trà, mong mọi người cùng lắng nghe. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.